Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2024. Người dân, đặc biệt là những người con xa xứ, phải đến tỉnh thành khác để học tập làm việc, thì đều đang rất nóng lòng mua vé xe chuẩn bị về sum họp với gia đình sau một năm vất vả. Thế nhưng do nhu cầu mua vé tăng đột biến, vậy nên không ít các tuyến xe rơi vào tình trạng cháy vé. Thậm chí có những người dù đã xếp hàng xuyên đêm, gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng vẫn nhận lại được câu trả lời, hết vé rồi. Kiếp nạn mua vé xe Tết, xếp hàng xuyên đêm vẫn hết vé. Đúng 6 giờ ngày 10 tháng 1, chị Trần Linh, 32 tuổi, có mặt lấy số thứ tự tại một điểm bán vé xe khách chặng Hà Nội, Hà Tĩnh, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dù 7 giờ phòng vé mới mở bán vé Tết Nguyên đán, hàng chục người đã đến từ sớm kiên nhẫn xếp hàng. Chị Linh mệt mỏi chia sẻ, tôi cứ nghĩ đã đến sớm, nhưng không ngờ phải bỏ cuộc sau 2 tiếng chưa đến lượt. Theo thông báo mở bán vé Tết từ 7 giờ ngày 8 tháng 1, Minh Phương, 21 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gọi điện liên tục qua đường dây nóng của nhà xe, nhưng luôn trong trạng thái đường dây bận. Sau một tiếng, với hàng chục cuộc gọi trong vô vọng, Phương bỏ cuộc. Cô nhờ người thân ở Nghệ An đến trực tiếp phòng vé, may mắn mua lại được một vé về tối 27 Tết do người trước đó đặt nhầm ngày nên trả lại. Phương cho hay, mức giá tăng nhẹ, không chênh lệch bao nhiêu. Nhiều người bạn của tôi bất lực do không thể đặt vé, đánh liều đến gần ngày ra bến xe mua vé xe dù. Hiện tượng rất đông người xếp hàng và hết vé sau vài tiếng mở bán xuất hiện ở hầu hết các nhà xe chuyên tuyến từ Hà Nội, Hải Phòng về Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Từ 4 giờ sáng, hàng trăm người chen lấn nhau lấy số thứ tự tại một điểm bán vé xe khách chặng Hà Nội, Nghệ An ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. 7 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 1, tại phòng vé xe chuyên tuyến Hà Nội, Hà Tĩnh, có nhiều khách bỏ cuộc vì xếp hàng 2-3 tiếng chưa đến lượt. Nhân viên nhà xe đang thông báo dừng nhận khách mua qua điện thoại sau 30 phút mở bán. Đại diện nhà xe Văn Minh, xe dừng nằm tuyến Hà Nội Vinh, Hà Nội Hà Tĩnh cho biết, từ 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1 mở bán vé Tết bằng hình thức trực tiếp, online và qua điện thoại. Sau khoảng 4 đến 5 tiếng, toàn bộ số vé của các chuyến từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp đã hết. Chuẩn bị cho dịp Tết Giáp Thìn, nhà xe này đã tăng cường 35 chuyến, tương ứng 1.000 vé, tăng 10% so với năm ngoái nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Đại diện một nhà xe dừng nằm tuyến Hà Nội Nghệ An, Hà Nội Hà Tĩnh cho biết, các phòng vé bắt đầu mở bán trực tiếp từ 7 giờ ngày 6 tháng 1, người dân xếp hàng chờ đến lượt. Theo vị đại diện, nhiều người đã xếp hàng xuyên đêm hoặc từ 4 giờ sáng, nói thà trực chờ mua vé dừng nằm còn hơn đứng trên xe 6 tiếng về quê. Sau 3 đến 4 tiếng mở bán, toàn bộ vé của các chuyến cao điểm từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp đã hết. Trước đó, công ty đã dành nhiều chỗ cho khách hàng thân thiết đặt vé từ trước. Số lượng vé năm nay tăng hơn hẳn mọi năm, dù chưa ghi nhận đột biến. Chúng tôi đã tăng cường thêm chuyến xe phục vụ bà con về quê ăn Tết. Tương tự, một nhân viên bán vé của một hãng xe chuyên tuyến Hà Nội Hà Tĩnh cho hay, đã hết vé từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp sau một ngày mở bán, còn duy nhất vé tối 29 Tết. Người nhân viên này còn không quên tốt bụng nhắc nhở, nếu bạn không đặt luôn thì mấy tiếng nữa cũng sẽ hết vé. Tương tự chiều ngược lại, Hà Tĩnh, Hà Nội cũng đã hết sạch đến ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn, chỉ còn từ mùng 6 Tết. Trước đó, nhà xe này thông báo mở bán trực tiếp và qua điện thoại từ ngày mùng 10 tháng 1, không nhận đặt vé qua tin nhắn hay mạng xã hội. Người dân đến các phòng vé tại Hà Nội và Hà Tĩnh để giao dịch. Tuy nhiên, đường dây bị quá tải, nhà xe phải xin lỗi khách hàng không thể nghe điện thoại để tư vấn. Có những người nghe thông tin mở bán vé qua điện thoại nên dửng dưng chờ đến sát ngày mới mua vé, để rồi nhận phải quả đắng khi số hotline của hãng xe liên tục báo bận. Đơn vị này cũng giải thích, giá vé tăng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng do nhu cầu đi lại tăng cao. Công ty tăng cường thêm xe phục vụ khách hàng. Chiều từ Hà Tĩnh ra Hà Nội sẽ không có khách nên không đủ chi phí tăng cường xe. Nói về nguyên nhân lượng người mua vé tăng vọt, các nhà xe cho rằng có thể do năm nay nhiều người về quê ăn Tết sớm. Trong khi đó, các nhà xe này có dịch vụ đưa đón tận nhà thuận tiện hơn, giá vé rẻ hơn đi xe từ các bến cố định. Từ đầu tháng 12 năm 2023, nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa, Vinh đã hết chỗ, còn lại một số rất ít ghế hạng thương gia. Lý giải nguyên nhân, đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao và dồn vào những ngày với khung giờ bay đẹp. Các chuyến bay về miền Trung hết sớm do nhu cầu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Vinh rất cao. Nhiều người mua vé ngay sau khi hãng mở bán. Bí kíp sinh tồn.
Sinh sống và làm việc tại Hà Nội 10 năm, nhưng chưa lần nào đặt xe về Tết là điều suôn sẻ với Đức Huy, 29 tuổi quê Quảng Trị. Những năm đầu đại học, cuộc chiến đặt vé vô cùng khốc liệt do chưa có kinh nghiệm, anh phải ngồi ghế phụ hoặc giữa hành lang với mức giá bằng ghế giường nằm. Chàng trai nói từng gọi 7 nhà xe nhưng đều được thông báo hết vé. Ngày 29 Tết chấp nhận may rủi đến bến, có xe nào đi xe đó, ghế ngồi cũng như ghế nằm. Có năm do không mua được vé, anh phải ngồi ghế phụ trên tàu hỏa suốt 12 tiếng từ Hà Nội về Quảng Trị. Chia sẻ về bí kíp sinh tồn của bản thân trong trận chiến đặt vé xe, anh Huy cho biết, một tháng trước Tết anh sẽ canh các trang thông tin của nhà xe, đợi đến ngày họ thông báo mở bán vé để đặt gạch từ sớm. Anh sẽ đặt luôn cả vé khứ hồi, tránh đến ngày hết vé ra Hà Nội phải xin cơ quan nghỉ làm một ngày như nhiều năm trước. Huy thường chọn ghế giường nằm tầng 2, tuy không thoải mái so với tầng 1, nhưng không phải chịu cảnh xe nhồi nhét khách nằm hai bên, giữa lối đi và hành lang. Anh tâm sự, tôi thường hỏi rõ, giường nào, số bao nhiêu, thậm chí hỏi luôn tên người trực tổng đài, ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng. Cách đây 2 năm khi đến bến xe, tôi phải nằm ghế phụ dù đã đặt từ trước. Người mẹ 60 tuổi của Huy từng khiếp sợ khi ra Hà Nội thăm con, rồi cùng về quê dịp Tết. Trải nghiệm lần đầu đi xe giường nằm ở tầng 2 không sung sướng gì khi phía dưới tầng 1, người ngồi và nằm la liệt lối đi. Bà không thể di chuyển đến buồng vệ sinh ở cuối xe. Từ đầu tháng 1, Thùy Dung, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh, đã gọi điện cho những nhà xe thân quen để hỏi lịch bán vé. Suốt một tiếng đồng hồ vào ngày mở bán, cô gọi liên tục cho 4-5 nhà xe. Nhưng nơi thông báo hết vé, nơi quá tải đường dây. Dung nhớ lại trải nghiệm đáng nhớ. Cuối cùng tôi đặt được vé ở phòng vé khá mới, không về thẳng nhà, mà đi qua huyện khác, dừng giữa quốc lộ cách nhà 10 km. Sau đó tôi sẽ gọi người nhà ra đón. Dù thường đi xe khách vào buổi tối để tiện nghỉ ngơi, Nguyễn Hải, bạn của Dung, chấp nhận về quê trưa 27 Tết. Vì gọi cho các nhà xe, ban đầu họ niềm nở, nhưng hỏi đến vé xe Tết là tắt máy luôn vì hết vé. Chán cảnh xếp hàng hoặc kênh điện thoại mua vé xe khách, nhiều khách hàng cho biết vài năm nay họ đã chuyển sang di chuyển bằng tàu hỏa. Tuy vậy họ vẫn phải sắp xếp công việc đặt vé tàu trước một tháng. Hành khách chia sẻ, chọn đi tàu hỏa vì an toàn mà không phải chen chúc mua vé xe khách. Có năm tàu vắng nhưng cũng có thời điểm đông đúc do nhiều người chuyển từ xe khách sang đi tàu hỏa. Dẫu vậy vẫn có thể mua vé thoải mái, mức giá không đổi. Một số người khác có xe máy lại chọn phượt xe máy hàng trăm km để về quê hoặc đi ô tô ghép với người lạ, tìm được trên các hội nhóm. Thế nhưng hai cách di chuyển này rất nguy hiểm. Nhiều người còn trêu đùa nhau, Tết chỉ đến gần khi bạn mua được vé xe. Còn với những người không có vé thì Tết cách xa cả ngàn cây số. Tết càng đến gần, cuộc chiến mua vé xe về quê ăn Tết càng trở nên khốc liệt. Tuy vậy, người dân vẫn cần cảnh giác và lưu ý, vì đây là thời điểm các đối tượng có vé, bán vé chợ đen, vé giả lộng hành. Chỉ cần người dân mất cảnh giác là có thể bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Chính vì vậy, trước khi mua, cần tìm hiểu các nhà xe trong bến, có uy tín hoặc tới bến xe mua vé để đảm bảo an toàn cho hành trình về quê của mình. Chúc quý vị sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.